Rồi rồi, ok, không sao cả. Mình gọi món rồi. Đây đây, cứ lên đi. Lên, này có đồ đây, đủ đồ. Chỉ mỗi đồ đùi là... Biết rồi. Ây da. Nóng được. Dạ, cẩn thận. Rồi trông ném chất nịch này và ươm. Thế rồi mà nhiều cái bạc nhà quá không ngon được nhỉ? Không ngon. Ăn nó dai mà nó dính vào răng thôi. Ừ. Rồi. Rồi có hạt lựu. Ừ. Rồi. Rồi có hạt lựu mới ra rồi được. Một đĩa này là bao tiền anh? 100. Nướng vào, rồi vào đây em ơi. Tổng hợp rồi, ok. Rồi, ok. Ba canh mâm vào bàn vào và họ đặt đấy. Cho rượu mặn đối với canh đủ ở đây đủ một phát đi. Chứ không phải chờ đâu. Chứ không phải chờ đợi người ta gọi đâu, người ta đặt mà bàn rồi thì cứ thế mà đủ món, cứ thế mà phang thôi. Nó mất việc. Không phải chờ. Ấy chết đi tổng hợp. Thái mẹ. Ừ. Cái này bỏ ra. Nhiều quá. Tổng hợp. Tổng hợp cũng 100 mà anh thôi bạn. 150. 150. Như đầy lắm nhiều. Vâng. Đây là món hấp không? Hấp. Tôi tổng hợp 100 thì nhiều, 150 thì nhiều. Vâng. Nó đâu đấy mà hai đứa 100 cũng như nhau mà tổng hợp 150. Bây giờ hạn người ta có 2 người, 3 người, 2 người. Thì nào thế rồi người ta ăn không đủ thôi. Làm 2 đĩa thừa ăn không hết đi. Có phí. Thấy được không? Đấy, trong đó là... Phương châm anh bán hàng là phải khách ăn hết, nhìn em mới mừng. Còn nhìn khách ăn là bỏ lại là cái buồn rồi, chán rồi. Đây em ạ, một đĩa thịt phương châm nhìn như thế này. Bán hai cho vợ cháu chị nhé. Trăm dân nhậu, một triệu dân nhậu. Hôm nay là cuối tháng nha anh em nhá. Quán thịt chó, cầy chó bao giờ rất là đông. Tối mà có cả bún luôn nhá, anh em nhá. Cả ngày luôn. Cả ngày luôn à? Sao vậy? Sáng trưa tối chiều hả? Cho em đủ món luôn nhá. Rồi, ok, giờ mình cứ... Em đứng vào vị trí đi. À, bát này bát canh xương, xương măng anh em nhá. Xương măng trên tầng nhá, ba bát luôn trên tầng này. Ừ, vui á. Mấy hôm em không đi ở nhà. Đúng rồi. Để bắt đầu khách cửa không ai. Đây thì khách người ta có chê đâu. Đi à. Khuyến mại. Cán bộ bún rượu mặn không nhỉ. Cái này có ra mâm không ạ? Hôm nay
Đam mê. Ra. Sao lại sáu? Từ lúc bàn nhiều bàn 7 người thì cho ít thế hoặc là ít. Đấy, cho 2. Rồi tạm dừng được nhá. Đủ 2 bia đây rồi nhá.